Xin chào các em. Hôm nay cô lại đến với các em trong cái phần chữa đề thi tuyển sinh đại học năm 2019. Hôm nay cô sẽ tiếp tục chữa câu 34 trong mã đề 223, đề vật lý 223 các em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại câu 34. Nội dung của câu 34 như các em thấy ở đây, đó là người ta đặt một điện áp U có biểu thức là bằng 40 cốt 100 pTV vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Trong đó cuộn cảm thuần, đấy, chúng ta phải nhớ là cuộn dây ở đây là cuộn dây thuần cảm, có nghĩa là không có R nhỏ, có độ tự cảm là L thay đổi được. Biết giá trị của điện trở là 10 ohm, vậy cái này chính là cái R lớn là 10 ohm. Và dung kháng của tụ điện là 10 căn 3 ohm, vậy đây chính là bằng ZC của chúng ta, 10 căn 3 ohm. Khi L bằng L1 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức giống như các em thấy ở đây. Còn khi L bằng 2/3 L1 thì biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức là biểu thức nào trong số 4 đáp án dưới đây. Vậy thì để giải quyết bài toán này thì chúng ta cần phải có một cái nhận xét là như này các em nhé. Khi L mà bằng L1 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là UL. Và chúng ta nhớ lại giản đồ vector. Đối với giản đồ vector của chúng ta thì Y của chúng ta, nếu chúng ta biểu diễn Y nằm ngang, tức là biểu thức pha ban đầu của cường độ dòng điện Y mà nằm ngang, thì UL của chúng ta bao giờ cũng hướng lên phía bên trên. Nghĩa là UL sẽ sớm pha hơn so với cường độ dòng điện Y của chúng ta một góc là pi trên 2. Vậy UL sớm pha hơn Y một góc là pi trên 2 có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là chúng ta sẽ có là phi của UL trừ đi phi của cường độ dòng điện Y thì sẽ là bằng pi trên 2. Đấy, bởi vì UL nó sớm pha hơn Y một góc là pi trên 2 mà, bao giờ cũng thế. Vậy thì phi của UL trừ đi phi Y bằng pi trên 2. Từ đây chúng ta rất dễ dàng để suy ra pha ban đầu của Y, phi Y của chúng ta chuyển sang bên đây, pi trên 2 chuyển sang đây. Vậy nó sẽ phải bằng là phi của UL mà trừ đi pi trên 2. Phi của UL, đây, pha ban đầu của UL như các em thấy đây là pi trên 6. Vậy chỗ này chính là bằng pi trên 6 trừ đi pi trên 2 và sẽ là bằng trừ pi trên 3. Đấy, đây chính là cái đầu tiên. Cái đầu tiên này là chúng ta có được khi L của chúng ta bằng L1. Vậy thì từ cái dữ liệu L bằng L1 ạ, là chúng ta suy ra thông tin là phi Y của chúng ta bằng trừ pi trên 3. Pha ban đầu của Y là bằng trừ pi trên 3. Bây giờ mình lại tiếp tục nhìn vào đề bài này. Điện áp U của chúng ta có pha ban đầu bằng 0, mà pha ban đầu của cường độ dòng điện lại là trừ pi trên 3. Vậy thì độ lệch pha giữa U và Y chúng ta ký hiệu nó là phi. Phi thì sẽ là bằng phi U trừ đi phi Y. Phi U của chúng ta giống như các em thấy đây, nó bằng 0. Phi Y bằng trừ pi trên 3, vậy sẽ là 0 trừ đi trừ pi trên 3, thì cô sẽ viết nó lại là thành cộng với pi trên 3. Hay nói cách khác là độ lệch pha giữa U và Y là bằng pi trên 3 radian. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy là phi thì chúng ta có rồi. Chúng ta có thể sử dụng tang phi. Chúng ta sử dụng tang phi, hoặc chúng ta không thích sử dụng tang phi, chúng ta có thể sử dụng cos phi. Tại sao chúng ta nghĩ tới cái này? Bởi vì là chúng ta biết là tang phi của chúng ta sẽ được tính bằng ZL trừ đi ZC và chia cho R. Nhưng ở đây là ZL của chúng ta bằng ZL1, nên mình sẽ thêm cái chỉ số 1 vào đây là ZL1 trừ ZC chia R. R có rồi, ZC có rồi, phi có rồi, vậy đương nhiên chúng ta thay vào đây chúng ta sẽ tìm ra được ZL1. Hoặc nếu như các em không thích tìm tang phi thì các em có thể tìm cos phi. Đó là cos phi của chúng ta thì bằng R chia cho Z, mà Z thì lại bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng với ZL trừ đi ZC tất cả bình phương, chỗ này là ZL1. Vậy chúng ta có thể thay vào một trong hai biểu thức để chúng ta suy ra đại lượng chưa biết ở đây, đó chính là ZL1. Vậy cô sử dụng cái biểu thức bên trên. Vậy cô sẽ có cái gì đây? Tang của phi chính là tang của pi trên 3. Đây, tang phi chính là tang của pi trên 3, mà tang của pi trên 3 thì bằng căn 3. Vậy cô sẽ có căn 3 thì bằng cái gì? ZL1 trừ đi ZC. Đây, trong phần tóm tắt cô đã nói rồi, ZC của chúng ta bằng 10 căn 3, vậy sẽ là trừ đi 10 căn 3. Chia cho R, đây,
R của chúng ta bằng 10 ôm đây, vậy chúng ta sẽ thêm vào đây là 10. Và các em bấm máy tính sẽ ra được kết quả là ZL1 của chúng ta bằng 20 căn 3 ôm. Rồi, vậy ZL1 bằng 20 căn 3 thì đơn giản rồi. Rồi chúng ta lại tiếp tục với cái phần đề của chúng ta, xem chúng ta có thông tin gì đây. Khi L bằng 2/3 L2. Khi L bằng 2/3 L1 thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta sẽ có, cô viết xuống dưới này. Đó là khi L của chúng ta bằng L2 mà L2 thì lại bằng 2/3 L1. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra là ZL2 cũng sẽ bằng 2/3 ZL1. Đấy. Tại sao như thế? Bởi vì ZL thì bằng L nhân với omega. Thế omega thì giống nhau rồi, chỉ có L là thay đổi. Vậy thì ZL2 sẽ bằng 2/3 ZL1. Và ZL1 thì ở bên trên đây, chúng ta thay cái này vào đây. Đấy. Chúng ta sẽ thu được ZL2 của chúng ta sẽ là bằng 40 căn 3 trên 3. 40 căn 3 trên 3 ôm. Đấy, đấy chính là ZL2. Thế bây giờ chúng ta có những thông tin gì rồi? Chúng ta có U0 này. Đấy. U0 chính là cái điện áp ban đầu chúng ta đây. Điện áp đặt vào đây. U0 của chúng ta là bằng 40. 40V này. Thứ hai là đề bài cho R. R chắc các em vẫn nhớ. R của chúng ta bằng 10 ôm này. Thứ ba là bài người ta cho là ZC của chúng ta bằng 10 căn 3. 10 căn 3 ôm này. Và như chúng ta vừa tính được, đó là ZL2 của chúng ta sẽ bằng 40 căn 3 trên 3 ôm này. Vậy thì chúng ta chỉ việc làm gì? Chúng ta chỉ việc viết Y. Viết Y. Vậy phần viết Y này chúng ta có hai cách để chúng ta làm. Cách thông thường nhất đó là Y của chúng ta thì sẽ bằng gì? Y sẽ bằng Y0 nhân với cốt của omega t cộng phi y, mà omega của chúng ta ở đây là bằng 100 pi t, và chúng ta sẽ cộng với phi y. Cộng với phi y của chúng ta là bằng trừ pi trên 3. Chúng ta sẽ cộng với phi y. Phi y trong trường hợp này thì chúng ta là L bằng L2, chứ nó không còn là L1 nữa, nên chúng ta sẽ ghi là cộng với phi y ở đây. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Y0 thì sẽ được tính bằng U0 chia cho Z. Mà Z của chúng ta đây sẽ bằng U0. Z thì bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng với ZL trừ đi ZC tất cả bình phương. Nhưng ZL này phải là ZL2 các em nhé. Thì các em thay vào đây, các em sẽ ra được giá trị Y0 này. Thế còn để tìm phi Y thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ dựa vào tăng phi hoặc chúng ta dựa vào cốt phi. Ví dụ chúng ta dựa vào tăng phi thì nó sẽ là bằng ZL2 trừ đi ZC. ZL trừ ZC chia cho R. Các em thay số vào đây thì các em sẽ rút ra được phi. Và mình thấy ở trong trường hợp này là ZL2 lớn hơn ZC. ZL lớn hơn ZC có nghĩa là U sẽ sớm pha hơn Y. U sớm pha hơn Y nghĩa là Y sẽ trễ pha hơn U. Vậy thì phi Y sẽ là bằng phi U trừ đi độ lệch pha giữa U và Y. Thì các em sẽ giải ra được bài toán cần tìm. Tuy nhiên hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết nó cái phần cuối này này. Cái phần cuối này cô sẽ hướng dẫn các em giải bằng cái số phức. Giải bằng số phức thì chúng ta sẽ bấm máy tính, nó sẽ rất là đơn giản, nó đỡ phải qua những cái bước giống như ở đây. Vậy thì về số phức thì cường độ dòng điện chúng ta viết ở dưới dạng phức. Y của chúng ta thì vẫn cứ là bằng U của chúng ta và chia cho Z. Đấy. U chia cho Z thì là U của chúng ta ở đây sẽ bằng gì đây? Nào. U phức mà chia cho Z phức. Đó. U phức của chúng ta, biểu thức U của chúng ta là đây, như các em thấy đây, 40 cốt của 100 pi t, và pha ban đầu của nó là bằng 0.
Vậy khi chúng ta biểu diễn nó dưới dạng phước, chúng ta sẽ viết nó là 40 và góc này của chúng ta là góc 0. Chia cho z của chúng ta là z phức, vậy chúng ta sẽ viết nó thành là 10. 10 đấy chính là R này, cộng với ZL trừ ZC, 40 căn 3 trên 3 trừ đi ZC là 10 căn 3 và nhân với Y. Y này là Y phức em nhé, chứ không phải là Y cường độ dòng điện. Và chúng ta sẽ bấm máy tính cái này, nó sẽ ra được kết quả cần phải tìm. Em bấm máy tính như sau, cô sẽ hướng dẫn em cái cách để chúng ta bấm máy tính. Đầu tiên các em mở máy tính lên đó, sau đó các em chọn cho cô ship mode 1, ship mode 1, ship mode 1 nha, để chọn chế độ toán này 1. Rồi ok, nó chuyển về chế độ mát rồi. Sau đó các em chọn mode 2 để chọn số phức. Sau đó các em ấn ship mode, ở đây chúng ta sẽ dùng chế độ radian, vậy ship mode 4 chuyển sang chế độ radian. Rồi ok, bây giờ chúng ta có thể nhập dữ liệu vào. 40 này, góc 0 này, chúng ta sẽ nhập 4, cô nhập vào phân số trước này. Đấy, 40 này, góc, để ấn góc thì các em ấn shift trừ này. Đấy, góc 0 này. Rồi, bây giờ chúng ta xuống bên dưới, nó sẽ là 10 này, cộng với, mở ngoặc ra, đó là 40 căn 3 trên 3, nó là phân số, vậy chúng ta ấn phân số đã này. 40 này, căn 3 này, rồi chia cho 3 này. Sau đó chúng ta trừ đi, 10 này, căn này, 3 này. Rồi các em đóng ngoặc vào. Đấy. Và cuối cùng là chúng ta ấn Y. Alpha Y. Y, DNG. Y này, sau đó các em đặt cái con trỏ lên đây, sau đó các em ấn Shift 2 3 bằng. Đấy, các em chờ một lát thì các em sẽ thấy kết quả của chúng ta là 2 căn 3 và góc của chúng ta là trừ 1/6π. Đấy, kết quả sẽ là 2 căn 3 góc trừ 1/6π. Vậy thì cái kết quả số phức này chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ viết ra là Y của chúng ta nó sẽ có giá trị bằng 2 căn 3 nhân với cos của 100πt và trừ đi pi trên 6 đơn vị ampere. Đó, và chúng ta sẽ so sánh với cái đáp án đề bài người ta cho xem là chúng ta sẽ chọn đáp án nào. Được rồi. À đây rồi, 2 căn 3. 2 căn 3 cos của 100πt trừ pi trên 6 ampere. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án C. Đấy là toàn bộ cái nội dung của bài 34 trong cái mã đề 223 mà cô chữa cho các em. Các em có thể nhìn lại tổng thể một lần nữa. Và cô mong rằng là cái phần chữa này của cô nó sẽ giúp ích cho các bạn khóa 2002 trong cái kỳ thi đại học sắp tới, nếu chúng ta có gặp một cái dạng bài tương tự như vậy các em nhé. Đấy. Cái phần bấm máy tính số phức này các em nhớ là các em phải đưa về những cái chế độ cho nó phù hợp. Đó là chế độ là Shift Mode 1 này. Đấy. Sau đó chúng ta chọn 1 này để chuyển về chế độ toán này. Sau đó các em chọn Mode 2 để chọn chế độ phức này. Sau đó các em phải nhớ là Shift Mode 4 này, Shift Mode 4 này để chọn chế độ radian này. Sau đó chúng ta mới bấm được máy tính em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các em đã theo dõi cái clip của cô. Và chúc các em học tập thật tốt và giành kết quả cao trong kỳ thi đại học sắp tới. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại.